Con rất thường nghe các bài pháp của Thầy và đã giúp con rất nhiều trong cuộc sống. Duy chỉ còn một việc, xin hôm nay có dịp mong Thầy chỉ dạy. Vì nghiệp và phước như thế nào mà khi có việc là mọi người đều nhớ đến tên con, nhưng khi có quyền lợi thì tên con bị quên. Thậm chí cùng làm một việc nhưng cũng không được quyền lợi. Thôi thì bây giờ cái Phật tử hỏi là không biết cái này là nghiệp hay phước. Mà hễ mà có việc gì làm á thì nhớ con, mà tới hồi hưởng thì không có. Thì có thể cô này không biết cái này phước hay họa, phải không? À, thật sự ra đó, nếu mà mình nghĩ đây là cái phước cũng là tốt. Mình nghĩ cái gì mà để cho cái tâm mình nó hướng thượng, nó tích cực, nó vẫn tiếp tục làm việc lành mà không hề chán, cái đó mới quan trọng. Còn nếu mà mình nghĩ là mình nghiệp, cái tự nhiên mình trùng lại. Còn mình nghĩ đây là phước. Phước là sao? Mình được làm mà không cần hưởng. Bởi vì trong 10 điều tâm niệm cũng có nói đó, thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Thế thì trong 10 điều tâm niệm thì chúng ta phải tâm niệm cái câu đó. Một trong 10 điều, thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Coi thi ơn như đôi dép bỏ. Vì vậy cho nên khi mình làm việc gì cho ai, mình đừng đặt một cái vấn đề là mình được cái gì. Thì khi mình không được gì, mình cũng không có gì để khổ. Còn nếu là mình nghĩ rằng khi mình làm cái này mình được cái gì, mà lỡ không được cái gì thì mình bị nhiều cái gì, không có gì, nó làm cho mình khổ. Ta không là gì thì ta mới là tất cả. Mình không là gì mình mới là tất cả. Còn mình là gì rồi thì không ai dám nói mình là gì nữa. Cho nên cái việc gì mình làm mình cứ làm, vì đó là cái phước của mình được làm. Đừng nghĩ cái đó là nghiệp. Thật sự ra mình cũng có một cách quán nghiệp, nhưng mà thay vì mình quán nghiệp thì mình phải quán là phước. Để gì chi? Để mình làm mà không thối chí, không nản lòng. Bởi vì Bồ Tát, các vị Bồ Tát hay phát ba nguyện: nguyện tâm như hư không, nguyện tâm như đại hải, nguyện tâm thương tất cả chúng sanh. Tâm của Bồ Tát phải như hư không, như đại hải. Còn thân của Bồ Tát thì như kiều. Kiều là cái cầu, như cái cầu để cho mọi người đi qua. Bồ Tát phát nguyện vậy đó: nguyện thân con như kiều lương, nguyện thân con như mặt đất. Bởi vì mặt đất thì người ta chạy xe lên, người ta đi bộ qua. Thì cuộc đời mình cũng vậy, hễ mà tâm mình rộng thì thân mình nó kiên trì theo đó. Cho nên á, không sao, cũng có được sự thông cảm. Nhiều khi mình cũng buồn chứ, mình là người mà, phải không? Tại sao mà lúc mà làm thì kêu mình, mà lúc hưởng không kêu, buồn chứ. Nhưng mà thôi thì mình đã thường nói rồi, chỗ nào cần thanh niên có, chỗ nào khó thanh niên dâm. Lao động là vinh quang. Thưa đại chúng, là mình nên quán đó là cái phước của mình. Pháp Hòa ví dụ như á, mỗi khi mình chán một cái việc gì á, trời ơi sao tôi chán quá, cái nghiệp gì mà nặng nề u uất cứ báo tôi hoài. Nhiêu đó thôi chứ là tự nhiên mình không cố gắng gì nữa hết. Giờ mình ngồi qua quán lại, đây là cái phước. Cái phước mới được vậy chứ đâu phải giỡn đâu. Giờ mình thấy được cái phước á thì tên mình, quý vị thấy không, Bồ Tát Quan Âm nè, khi mà mình khổ cái mình réo ngài, mà réo đủ danh hiệu luôn nha: Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó lúc khổ đó. Còn lúc mình khổ vừa vừa là Nam mô Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát.
Lo lúc mà mình hết khổ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ mình chỉ cần nhìn lại bản thân tu học của mình à. Thường thường mình mà khổ nhiều, bắt đầu mình mới tới Phật, mình hì hục, mình cúng, mình lại, mình cầu đủ thứ đó. Rồi Phật cũng ngồi, Phật có nhiều chùa thì Phật để hai tay dưới lòng bàn chân kiểu ngồi thiền đó. Có nhiều chùa thì bắt ấn, như tượng đây chuyển pháp luôn, bắt ấn chuyển pháp luôn. Cho nên rồi á, các Phật, các Bồ Tát cũng ngồi chịu trận với mình. Mà hồi xưa có một hòa thượng, ngài làm bài thơ: gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luống, tụng kinh đôi chút lại chân luôn. Tu như điển chớp xương đầu cỏ, giỏi nói hô hào biết lối tu. Thì nói như vậy để mình ví dụ, người ta khổ mà người ta réo tên mình là Bồ Tát đúng nghĩa. Tại vì sao? Tại Bồ Tát là phát nguyện rồi. Nếu người thấy tên, nghe tới tên con, thấy hình con, xin cho họ được phát tâm Bồ Đề. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Nghe tên con, thấy hình tướng con, hết khổ. Thành thử giờ mình ta khổ, ta cần người ta réo tên mình là mình Bồ Tát rồi, phải không? Quý vị nhớ Quan Âm không? Làm cứu khổ vậy đó, mà tới hồi vô tận ý dân chuỗi ngọc trị giá nghìn vàng, vậy mà Bồ Tát không nhận. Sorry I can't. Rồi Bồ Tát vô tận ý nói: xin Quan Âm Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng mà nhận chuỗi ngọc. Lúc đó Quan Âm cũng chưa chịu nhận, trừ khi nào Phật Thích Ca lên tiếng. Phật Thích Ca nói: thôi Bồ Tát nhận đi, vì thương hàng tứ chúng mà nhận. Quan Âm Bồ Tát nhận xong rồi làm gì? Dâng chuỗi ngọc lên cúng cho Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Thấy không? Nhiều đó thôi là mình học hạnh rồi. Tôi làm tất cả việc, nhưng mà các vị đừng có cúng gì cho tôi. Ngồi hễ mà nói cúng á, thì muốn cúng là tôi nhận, nhưng mà nhận rồi tôi làm việc khác. Đó, cái hình ảnh đó là hình ảnh để cho chúng ta học hỏi đó. Cho nên thôi ok ha, hoan hỷ ha. Đừng thấy là nghiệp mà thấy là phước. Mà thấy là phước cho nên làm dẻo dai, làm không mệt nghỉ. Ở thế gian mình đi làm còn có về hưu, chứ là Bồ Tát không có hưu à. Mà quý vị cũng thấy thầy nào hưu hết á. Làm trụ trì, hết làm trụ trì rồi giao trụ trì lại cái lên làm viện chủ. Làm viện chủ là người coi sóc tinh thần của đại chúng, chứ gọi là nghỉ, chứ cũng thật sự chưa có ngơi nghỉ thật sự, vẫn còn quan sát. Sao là con có hai câu hỏi, kính mong thầy giải đáp cho chúng hiểu. Người chết cúng chay thì tốt phải không thầy? Nhưng còn có nhiều nhà còn cúng mặn. Con hỏi tại sao không cúng chay? Người ta nói khi còn sống không thích ăn chay nên cúng mặn. Con nói người chết đâu có ăn được, chỉ có người sống ăn không hà. Sát sanh nhiều làm cho người chết thêm tội và không được siêu thoát. Con kính mong thầy từ bi đức độ khuyên các bác cô chú hãy viết di chúc để lại. Khi chết cúng chay và ngày dỗ cũng vậy, để con cháu có được bữa ăn nhẹ nhàng bớt sát sanh. Này cô này, cô yêu cầu các bác viết di chúc kìa. Chắc Pháp Hòa cũng về làm cái quá. Để make sure đệ tử cúng chay. Thưa đại chúng, thật sự ra đó là tại vì mình có một cái quan niệm cúng chay. Chứ còn các nước như là Ấn Độ, Campuchia, Lào thì họ đâu có truyền thống ăn chay. Phải không? Thì đại chúng cứ nhớ là mình làm tất cả những gì trong khả năng của mình. Thật ra cúng chay là một phần tạo phước cho người mất thôi, chứ không nghĩa là hoàn toàn.
Còn ngoài ra chúng ta còn phải làm nhiều cái việc phước thiện khác để hồi hướng cho người mất. Thì bây giờ cái người trong gia đình hay ai đó mà chưa phát tâm cúng chay, nhưng mà bù lại người ta làm việc thiện khác, thì mình hãy ghi nhận cái điều đó rồi từ từ chuyển hóa, chứ cũng đừng có nặng nề chuyện cúng chay hay cúng mặn. Nếu nói là cúng không ăn, nếu nói là cúng không ăn thì chắc gì đem đồ chay lên mà ăn. Vì hồi nãy cô cũng trả lời đó, cô nói cái người kia nói là lúc còn sống, người sống nó không ăn chay, cho nên bây giờ tôi muốn cúng là tôi chỉ cúng mặn thôi. Thì cô này cũng mới nói lại, cô nói cúng là cúng vậy thôi chứ người chết không có ăn. Thì thôi nếu mà cô chắc họ không ăn thôi để cúng gì cũng được. Còn nếu mà cô muốn chắc ăn nữa thì mỗi lần biết con cháu nhà đó sắp cúng mặn thì xi nham trước người chết. Nói bữa nay cháu bà đem lên đồ mặn, bà đéo bà đừng ăn nghe không. Đó là cái quan niệm của mình thôi, chứ còn các nước khác họ đâu có ăn chay đâu mà họ cúng chay. Mà thật sự các nước khác cũng không có cúng nữa. Các cái nước như Lào, Campuchia cũng chẳng cúng nữa. Cúng này là cái truyền thống của Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc. Chứ còn nước Lào, nước Campuchia người ta không có cúng giỗ kiểu như mình đâu. Cho nên đừng có nghĩ là cái này là cái chung, chẳng qua là cái truyền thống của người Việt mình nhớ nghĩ ông bà là chúng ta cúng những ngày giỗ. Cho nên mình khuyên được thì tốt, còn không được thì mình tùy duyên. Cái thứ hai là giống như cổ đề nghị vậy đó, quý bác nào muốn con cháu mình có một cái lễ nghi cho mình theo cái ý mình thì nên chuẩn bị trước, để không thôi mất công rồi mình không vui. Cứ mỗi lần ngày lễ cha mẹ hoặc birthday tổ chức ăn mặn chúc cha mẹ tuổi thọ mà sát sanh mọi con vật thì đâu có ý nghĩa gì phải không thầy? Con kính mong thầy có đầy đủ lòng từ bi và đức độ khuyên Phật tử tổ chức tiệc chay tốt cho cha mẹ, cho nhiều gia đình con cái không ăn chay nhưng vì thương cha mẹ, nghe lời cha mẹ ăn được một ngày chay cũng tốt. Cái này là có cái ý tốt muốn khuyên, nhưng mà đâu có nghĩa là em làm được. Em khuyên thì em khuyên, mà người ta làm hay không là người ta tùy theo ý người ta thôi. Nhưng mà tốt, tức là mình có cái ý tốt là muốn hướng dẫn cho mọi người vì cha mẹ mà hãy nên tập bớt sát sinh để cho cha mẹ được cái phước. Cái đó là theo cái ý nghĩa tốt của mình. Nhưng mà mình phải nhớ là người không có duyên thì đôi lúc chúng ta cũng không làm gì được. Người ta, xin lỗi đại chúng, là cái trái cây á, mà mình đem từ trên cây xuống mình ăn á, nó ít có ngon bằng cái trái nó tự chín trên cây. Cái trái mà nó chín trên cây chúng ta gọi là trái gì? Chín cây. Còn cái trái mình hái xuống mình ép cho nó chín thì kêu là gì? Vú nó, phải không? Làm cho nó mau chín thì ăn cũng được, nhưng mà cái ngọt nó không thật ngọt. Thì cũng như thế, người mà không đủ duyên, không có thể nghe những cái điều mình nói thì cũng khó lắm chứ không phải đơn giản. Nhưng mà thôi thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì lành chúng ta cần nói thì cứ nói, và chúng ta cứ khởi duyên cho mọi người. Còn được như thế nào là tùy cái duyên, cái phước của mọi người họ nhận cái phần đó. Con xin thầy chỉ dạy về vấn đề tôn giáo. Con tu theo Tịnh độ, chồng con thì theo Thiên đạo. Chúng con thường hay bất hòa, con kính xin thầy ban cho chúng con lời khuyên nào để giải quyết được sự bất đồng về vấn đề này. Có giải quyết gì đâu. Cái này là do mình không hiểu thôi. Bây giờ trước hết đó, nó là Thiên đạo. Là Thiên đạo là cái gì? Ở bên Đài Loan có một cái tôn giáo đi, có một cái giáo phái gọi là Thiên đạo. Thì các vị này tin vào Đức Phật Di Lặc, cho nên chỉ thờ Đức Phật Di Lặc thôi. Và mỗi ngày các vị này sẽ đảnh lễ Đức Di Lặc bao nhiêu lại đó, để mà cầu xin về cái cõi trời của Phật Di Lặc. Người ta không phải Phật giáo, nhưng mà thật sự ra cái này nó cũng bắt nguồn từ đạo Phật. Cái cách ăn chay hay là tín ngưỡng Đức Phật Di Lặc cũng bắt nguồn từ đạo Phật thôi. Nhưng mà người ta lập tông riêng, phái riêng, gọi là Thiên đạo.
Bây giờ mình tu tịnh độ là mình cầu xin về cõi cực lạc của Phật A-di-đà. Và bây giờ quý vị cứ nghĩ hai cái đức tin khác nhau mà tối ngày cứ gây hoài thì đâu phải là người tu, phải không? Cho nên mình đừng có mất thời gian làm cái việc đó. Mình chỉ ghi nhận và những gì lành thiện nơi người khác người ta làm. Bây giờ một người mà có được cái thiên đạo, mặc dù nó không cùng với cái ý mình có thể tạm cho người ta chưa đúng đi, cái đó là mình cho người ta vậy đó, nhưng mà người ta vẫn còn có một đức tin nào hơn là người ta không có tin gì hết. Cái hơn nữa là thiên đạo là vậy thôi, còn sâu sắc nữa thì mình phải tìm hiểu. Nhưng mà trên căn bản thiên đạo là những người tin vào Đức Phật Di Lặc. Còn mình á, Pháp Hòa nói bây giờ chẳng những riêng, đừng có nói chi tịnh độ với lại thiền hay là mật gì đó, bây giờ đại chúng để ý, mình á, là người muốn phát huy tịnh độ cái mình chê thiền. Mình nói tu tịnh độ nửa chết có chỗ về, anh tu thiền nửa chết không có chỗ. Vì vì tu thiền không có hướng tâm về sanh cõi nào, thì mình nghĩ là chết không có chỗ để đi, thì mình bài xích thiền. Và thiền á, thì bài xích tịnh. Thì bây giờ quý vị thấy là có phải mình muốn phô trương cái tông của mình lên là vướng vào cái gì? Tham. Mà người khác bị chỉ trích á, thì nói gì? Nói sân. Rồi cuối cùng hai bên leo thang chỉ trích nhau là sĩ. Muốn phô trương cái tông mình nhưng mà rốt cuộc bị tham sân si chi phối. Thành ra cũng phải để ý cái chuyện đó. Cũng để ý cái chuyện mà thật ra tất cả pháp môn chỉ là phương thuốc. Nó không phải là cái gì quan trọng mà để chúng ta gọi là chỉ trích. Thuốc uống thuốc uống thì thuốc nào cũng giống nhau, miễn thuốc nào hết bệnh là tốt. Cho nên đừng có kẹt vào cái việc đó. Con tu theo tịnh độ, con tin là lúc lâm chung sẽ có Phật Tam Thánh đến rước. Vậy làm sao biết được là Phật A-di-đà đến rước hay là ma vương giả dạng đến rước? Mình là member của Phật Di Đà mà không biết Phật Di Đà ra làm sao à? Thưa đại chúng, là đây là Pháp Hòa nói theo cái pháp tu thôi. Khi mà mình bây giờ đơn giản thôi nè, quý vị là những Phật tử có đi chùa, có tiếp xúc với một số chư tăng rồi. Bây giờ một vị thầy tu nào thật tu và một người tu giả mạo tiếp xúc với quý vị, hồi quý vị nhìn ra không? Ra chứ. Cái người mà họ không thật tâm tu, họ đâu có được những cái hạnh đức như vậy. Cái tướng đi của họ, cái ánh nhìn của họ đâu có giống như một cái người tu. Mình không phải là thầy bói, cũng không biết coi tướng, nhưng mà xem cái bộ gió cũng đoán được chút chút. Đó, mắt phàm mà còn chuyện đó được thì huống chi mình hằng ngày mình giao tiếp với Đức Phật, mình niệm danh hiệu Phật, mình quán tướng Đức Phật, quán tượng Đức Phật, trì danh niệm Phật đủ cách hết, không lẽ lúc đó mà không biết Phật nào sao? Còn muốn biết thì sắm cái đồ ra. Quý vị nhớ là ánh sáng của Phật và ánh sáng của ma, tự nhiên lúc đó mình cảm được. Cho nên hàng ngày mình nhìn tượng Phật, mình quán tượng niệm Phật và tâm mình không hề nghĩ cái chuyện tạp khác thì không có lo cái sự giả mạo. Mà nếu có đi nữa, tự mình sẽ nhìn ra được. Cái điều đó không thể nói. À, con kính chúc thầy đi hoằng pháp được an lạc. Thưa thầy, khi còn trẻ mẹ con là người rất tốt, nhưng bây giờ lớn tuổi tự nhiên mẹ con đổ nghiệp thân khẩu ý, xin thầy từ bi chỉ bảo. Mẹ con vẫn thường niệm Phật và Quan Âm, nhưng đều xin cho gia đình con cái công danh sự nghiệp, mẹ không nghĩ hướng về Phật Pháp. Tại vì mình đã hướng ở một cái mức độ cao hơn, thì mình nhìn mẹ niệm Phật tụng kinh bằng một cái điều rất là đơn giản, là chỉ cầu nguyện cho con cái.
Nhưng mà bây giờ mình nghĩ như thế này nè, cái này cũng có gì gọi là đổ nghiệp, trừ khi nào mình, thí dụ bây giờ cái người đó tham sân si đầy đủ, thân nghiệp khẩu nghiệp luôn luôn tạo những cái điều không thiện, thì mình xót thương, mình hướng dẫn để cho cái vị đó tiêu nghiệp tiến tu. Còn bây giờ quý vị nghĩ một bà cụ hiểu Phật pháp một cách đơn giản là gì? Niệm Phật cầu an cho con cái. Vì bà muốn con cái bà khỏe mạnh an vui, cho nên bà mới cố gắng bà tu và niệm Phật. Như vậy cũng là một cái hướng tốt. Tại vì một con người mà người ta có một cái điểm, cái đỉnh nào để người ta hướng thì người ta mới phát tâm. Ví dụ như chúng ta cũng vậy, muốn tu tốt cho nên mình mới hướng tâm đường tu, và mỗi ngày mình nghe pháp mình học vì mình muốn một ngày nào đó mình tới cái chỗ cao tột hơn, hay hơn. Vì vậy cho nên hồi nãy mình có nói ở bên chùa Phổ Minh đó, tinh tấn nó có một loại gọi là gì? Lợi lạc hữu tình tinh tấn, vì lợi lạc cho mọi người mà làm. Thì mẹ cũng thế, mẹ vì muốn sự bình an cho con mà cố gắng niệm Phật. Nhưng mà nếu mình không nói cái điều đó, chưa chắc bà có một điểm để bà tu. Bây giờ nè, mình ít có khi nào mà đến với Phật một cách đơn thuần, chỉ thắp cây nhang lắm. Đa số là mình có điều kiện, Phật phù hộ cho con đòi được nợ kỳ này, con cúng phần nửa in kinh. Mình luôn luôn có điều kiện. Mà hễ mà mình đang bệnh, Phật phù hộ kỳ này cho con hết bệnh, con xuống tóc cho con chai 3 tháng. Lúc bình thường đâu chịu xuống tóc đâu, kỳ này bệnh quá xuống tóc và ăn chai 3 tháng. Thật sự bây giờ mình nghĩ coi, ít khi nào mình đến với Phật mà mình không có điều kiện với Phật lắm. Mà mẹ hễ mà Phật mà có điều kiện, mà Phật mà cho mình được cái là mình phải Phật linh. Thành thử ra mình cũng đừng có nhìn bà cụ là một dạng gọi là tu dở, nhưng mà bất quá là ở một cái hình thức, một cái tâm niệm đơn thuần của một người mẹ, một bà cụ là thương con và ráng tu thôi. Thì cái đó chúng ta cũng nên trân trọng, rồi từ từ mình hướng thêm. Ví dụ bây giờ mình thấy nếu mà bà nè không vì niệm Phật cầu nguyện cho con, như hồi sáng con, hôm tối hôm qua con bà cụ đó 86 tuổi mà giờ vẫn đi club, thì quý vị so ra bà má mình ngồi ở nhà niệm Phật cầu an cho con với bà cụ 86 tuổi đi club mỗi tuần muốn nào, phải không? Trước con kính chúc thầy vạn sự cát tường hỷ lạc, sau con kính xin thầy giảng cho con được hiểu một điều. Con thấy có người ngồi trước bàn Phật khấn xong rồi mới lại, còn con khi đốt nhang đứng trước bàn Phật khấn xong rồi quỳ lại, có khi con chỉ xá ba cái được không vì đau chân? Ngồi và đứng khấn Phật cái nào mới đúng lễ? Con kính xin thầy giảng cho con hiểu để làm đúng theo nghi lễ cho khỏi thất lễ với Phật. Thưa thầy, trình độ học kém của con có điều chi sơ sót, kính mong thầy hoan hỷ. Tái bút: con gặp thầy thật chứ không mơ, thấy thầy rất khiêm cung và từ bi hoan hỷ, không khác gì vị Bồ Tát. Bây giờ bà cụ á có lý do là đau chân, cho nên là đứng khấn Phật thôi. Rồi bây giờ bà hỏi vậy chứ bây giờ khấn xong rồi lại, hay là lại xong rồi khấn? Quý vị thường thường khấn xong rồi lại, hay lại rồi khấn, hay vừa khấn vừa lại? Chắc vừa khấn vừa lại để cho thấy mình tha thiết, phải không? Thật sự ra cái nào cũng được hết, nhưng mà thông thường chúng ta thường làm là chúng ta khấn xong rồi chúng ta lại, lại rồi chúng ta lui. Thường thường mình muốn thưa cái gì ấy, bẩm xong rồi bắt đầu hành lễ tạ ơn rồi lui, cũng giống như mình bái kiến hoàng thượng vậy đó. Đó, tâu trình với hoàng thượng xong rồi cái là hạ thần cáo lui. Thì bây giờ mình cũng cáo lui với Phật bằng ba lại. Cái đó là Pháp Hòa nói theo cái hình thức lễ nghi.
Bây giờ hết trơn hết là mình nói thế nào là nghi lễ. Nghi là hình thức bày tỏ, lễ là sự cung kính. Nghi lễ nghĩa là hình thức bày tỏ lòng cung kính, cho nên gọi là nghi lễ. Lễ là sự tôn kính, còn nghi là hình thức, là lễ nghi, nghi thức. Chúng ta làm cái gì cũng đều là bày tỏ cái hình thức cung kính của chúng ta thôi. Còn cái chuyện tùy sức khỏe. Bây giờ ví dụ Pháp Hòa nói không được, phải lại Phật, mà giờ mở ngoặt đau chân rồi sao lại? Không, thành thử ra tùy theo sức khỏe mà chúng ta tu tập, chúng ta đến. Và đại chúng nhớ là khi mà chúng ta lại Phật là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn thôi, chứ không phải là để Phật cho mình cái gì. Mình thờ Phật, mình lại Phật là để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Con quy y từ lúc còn nhỏ, khoảng 10 tuổi, sau này trưởng thành, con đọc sách và nghe các bài pháp thoại của các thầy về tam quy ngũ giới, nên cũng hiểu về giới và việc giữ giới. Con xin hỏi thầy, con có phải quy y lại không? Chữ quy y lại á, được. Bởi vì sao? Bởi vì khi còn nhỏ mình quy y, ý thức mình chưa có đủ. Bây giờ mình lớn lên, mình nhận thức đầy đủ thì mình nên trở về một chùa nào mình có lễ quy, mình xin nghe giới trở lại và mình xin tự thân tâm của mình lúc đó phát nguyện ba pháp quy y, để cho mình tiếp nhận cái pháp này bằng cả cái ý thức trọn vẹn của mình, mà không phải cái ý thức mơ hồ như lúc nhỏ. Lúc nhỏ 10 tuổi ba mẹ dẫn đi chùa thì biểu mình đọc thì mình đọc, chứ ý thức mình chưa có. Còn bây giờ là mình lớn rồi, mình đủ nhận biết thì mình nói là con xin quy y Phật, thì cái câu này nó từ tâm mình lưu xuất ra là hôm nay con đã nương Phật, nương Pháp, nương Tăng. Trường hợp đó gọi là quy y lại. Mà chữ lại đây không có nghĩa là mình phản thầy, xa bạn gì cả, mà vì chúng ta muốn đích thân tâm của chúng ta bằng tất cả sự ý thức của chúng ta mà phát nguyện thôi. Và nếu mình nhớ pháp danh của mình thì vẫn giữ pháp danh cũ đó mà không cần thay đổi. Mà quý vị cũng đừng nghĩ rằng ai, thí dụ bây giờ quý vị nào lớn lên mới quy y đi. Nhưng mà nếu trong vòng một thời gian nào từ 3 tháng trở lên mà quý vị không ôn lại những cái giới đó đó, thì coi như mình cũng đã thiếu sót rồi đó. Cho nên Phật tử mà quy y rồi đó là mỗi tháng ít nhất một lần phải tụng giới, ít nhất một lần phải ôn đọc những cái giới đó lại. Chứ không phải là quy y rồi là để cuốn sổ đó rồi là mình thành pháp đâu. Lễ quy y sẽ được tiếp tục duy trì nếu mỗi tháng vẫn còn tụng giới. Cho nên Phật tử là phải tụng giới, mỗi tháng một lần tụng năm giới mà mình thọ, 10 giới thập thiện, tại gia Bồ Tát giới, chứ không nên không tụng giới. Còn thí dụ như mình thấy một vị thầy nào mà mình có thể nương tựa thì mình xin thầy đó làm vị thầy y chỉ cho mình, để mình nương tựa vị đó mà chúng ta tu tập. Cho nên dù Phật tử có thọ giới rồi, thí dụ ngày hôm nay đi, một số quý vị đăng ký gọi là quy y, nhưng mà quý vị nhớ là khi mình đăng ký quy rồi thì bằng tất cả ý thức của mình hôm nay, nhưng cũng phải thường xuyên ôn tụng, chứ không thôi là chúng ta sẽ mất đi cái ngày lễ thọ giới đó. Sao con ngủ, con nằm chiêm bao, con thấy bóng người đứng trong phòng con rất sợ. Việc này xảy ra thường xuyên, xin thầy chỉ con làm sao để ngủ ngon giấc mà không còn mộng mị. Thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ là người nói Phật Pháp thôi, chứ đâu phải chuyện gì trên đời cũng biết. Ngủ không được cũng réo, mà sai lúc ngủ được không thấy nhắc. Thưa đại chúng là như thế này nè, khi mà mình đi ngủ đó,
hay là đời sống hàng ngày của mình đó, mình phải tập có sự thiền định. Vì hàng ngày á, những cái gì chúng ta tiếp xúc á, nó trở thành ra những cái hạt giống, những chủng tử nó rơi vào trong cái tàn thức của mình, cái bộ nhớ của mình đó. Rồi khi mình ngủ đó thì cái ý thức mình đó, đi vào cái kho đó, nó mời ra, nó móc ra. Thành thử ra nếu mình thường hay sợ hãi ma thì mình thấy ma, tại vì mình thương sợ cho nên cái hạt giống sợ ma nó nằm ở trong mình. Cho nên thường thường á, mình nghĩ cái gì thì nó rơi vô cái memory của mình, cái tàn thức của mình. Và thưa đại chúng, khi mình ngủ đó, cái thức của con mắt á, nó ngủ, cái thức của lỗ tai nó ngủ, thức của lỗ mũi nó ngủ, thức của cái miệng nó ngủ, thức của cái thân nó ngủ, nhưng mà có cái ý thức nó không ngủ, nó đi vô trong cái tàn thức, nó moi ra. Cho nên mình thường có chiêm bao. Và chiêm bao là tại vì hằng ngày có thể là mình chứa cái đó. Còn nếu ví dụ mình nghĩ rằng có một cái vong nào đứng đâu đó đi, thì mình khấn họ, hay là mình niệm Phật, cho mình niệm Phật, mình ngồi thiền để cái tâm mình đủ định tĩnh, thì cái đó cũng có thể không xuất hiện. Nó có ví dụ như mình trì chú nè, mình niệm Phật nè, mình thiền tĩnh nè, để làm sao mình giảm được cái đó. Và thậm chí mình thấy họ thường xưa mà mình quả quyết là có họ, mình khấn họ đi. Thôi quý vị ơi, tôi biết quý vị thường hay hiện hình hiện tướng mà tôi sợ lắm, quý vị đừng có cho tôi thấy. Mình có thể khấn họ được nếu mình có cái niềm tin. Rồi thưa đại chúng, là cái gì cũng vậy hết, mình có cảm là có ứng. Tại vì mình khấn Phật được thì các cái cõi âm đó mình nói cũng được. Nhưng mà mình nói ra theo tâm lý là để làm gì? Để mình cảm nhận là mình nói rồi đó, mình xong rồi đó. Cái đó là tâm lý. Ví dụ nè, mình dạo một cái mâm cơm lên bàn thờ mình để, mình không nói gì cũng không sao hết á, nhưng mà cái tâm lý là phải nói à, Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay chủ nhật cuối tuần, tới phiên tôi trị nhật nấu ăn, tôi xin làm một ít thức ăn chay lên cúng các vị vong nam nữ thờ trong chùa, các vị về thọ rồi hưởng rồi nghe kinh rồi siêu thoát nghe. Tâm lý mình nói vậy đó, cái mình cảm nhận là tôi nói rồi, mấy ổng mới bả về ăn rồi đó. Nhưng mà nếu mà lỡ ông bà nó nói cảm ơn giảm đứng đó tấn nữa không? Cái tâm lý thôi. Cái gì mình làm, ví dụ mình dọn vô nhà mới, cái mình mua dĩa trái cây, cái mình khấn thổ địa, nói hôm nay ngày mấy tháng mấy, con tên gì vậy ha, à, gia đình con bắt đầu hôm nay dọn vô nhà này để cư ngụ ở đây, giờ con có chút ít hương hoa trà quả, kính dâng chư vị đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh, ngũ phương ngũ thổ tiền hậu địa chủ xin các vị cho phù hộ cho con đây được yên ổn. Nói xong cái cảm giác là đó, tôi cúng mẹ ổng rồi đó, tôi xin phép hết rồi đó. Mà nếu ông thổ địa nó ổng chồi lên nó ít quá à con ở được không, bán nhà gấp mà. Tâm lý thôi. Cho nên là mình, ví dụ mình thấy họ, mình khấn và mình có cái tâm lý là mình đã trình, mình đã xin họ rồi, mình xin họ rồi. Cho quý vị thấy là lúc nào, cho vì vậy á, cho nên trong trong cái pháp hành trì là mình hay dùng cái nhang vậy đó. Cái nhang và cái khói hương nó bay tỏa ra, cái mình khấn nguyện để làm gì? Để mình có cảm nhận là mình đang tiếp xúc. Cây nhang đó là cái giao thoa giữa mình với người ở một cái cõi giới nào đó. Nhưng mà thật sự ra quý vị không có nhang cũng không sao hết á. Mình khấn là theo cái tâm của mình thôi. Mà bây giờ không nói ra thành lời được không? Mình nói trong lòng cũng thành như thường. Nhưng mà cái tâm lý mình nói ra được thì tức là mình có cái cảm nhận như mình đã trình bày xong rồi. Có nhiều người ở Việt Nam á, người ta đập đầu cá lóc, ta ăn mỗi ngày, ta cắt cổ gà, cổ vịt, cái người ta học một câu. Trước khi cầm cái dao cắt cổ gà lên, cái nói với con gà: thác thác sanh tùng tùy nhân tướng, đầu thai kiếp khác làm ăn,
đừng đầu thai con gà con vịt mà bị người ta cắt cổ nhổ lông nghe con. Nói xong cũng cắt nhỏ như thường. Nhưng mà tâm lý nói vậy xong rồi vẫn cắt cổ nó, rồi mà mình ý nghĩ rằng á, mình đã độ nó rồi đó. Còn có nhiều người Nam Mô A Di Đà bà dạ ra ra dạ ra điều gì. Cái đó là mình kêu là tụng chú giảng sanh cho nó siêu thoát. Nó mà nó dãy ra được, nó nói bà đừng cắt tôi còn linh hơn bà tụng nữa. Nhưng mà bà nói tâm lý đó. Ăn chay là tự mình phát nguyện ăn chay, nhưng mà mình thèm quá cái tự mình suy nghĩ ra 12 giờ khuya rồi, qua ngày mới rồi, thôi ăn mặn đi. Và mình bắt đầu mình đặt ra một câu chuyện là Phật ngủ rồi. Quý vị thấy tâm lý không? Tự mình muốn ăn vậy nè. Cho nên là mình mới có một bài thơ đó: ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Thật nữ là anh mà muốn cái đó rồi cái gì nói cũng được hết. Anh mà muốn ăn mặn cái rồi cái đợi 12 giờ cái nhảy qua ngày mới. Rồi còn có kiểu ăn chay này nữa nè: sáng sớm là ăn chay tới 12 giờ thôi, qua 12 giờ là nói giờ gì biết không? Hết giờ ngọ rồi, giờ của Phật hết rồi, bây giờ giờ cõi âm. Thật sự mình ăn kiểu nào cũng tốt hết á. Bây giờ ví dụ quý vị quan niệm vậy, quý vị ăn nửa ngày chay cũng quý nữa, cái đó vẫn quý như thường chứ không có gì từ chối hết á. Nhưng mà Pháp Hòa trình bày ở đây để thấy là khi cái tâm niệm của chúng sanh mình muốn cái gì là tự mình create, mình tạo một cái để cho nó có cái excuse, thấy không? Có một cái gì để mình nói. Có bà cụ đó, bà đi chùa, bà cầm bịch cam tới bàn thờ nào cũng bà để một trái vậy đó. Tới hồi bà ra cửa chùa, cái tượng Đức Phật đáng sanh chỉ tay trời tay dưới đất như nè, bà hết cam rồi. Cái bà lợi ngay cái tượng, bà vỗ đâu, trời tội nghiệp con. Bà xin lỗi con, tại con nhỏ con đứng bà không thấy. Bữa sau nghe con, bữa sau. Tất cả đều là cái tự cái tâm mình sinh. Giống như gần đây mà người ta treo cái chữ phúc á. Thường thường treo chữ phúc ta treo thẳng vậy, mà gần đây mấy còn chừng chục năm gần sau này Pháp Hòa thấy ta treo cái chữ phúc đảo ngược lại. Thì hỏi sao vậy thì người ta mới giải thích, tại vì người ta phát âm là phúc đảo. Đảo là đảo ngược lại, nghĩa là cái phước nó trở lại với mình. Bây giờ mình treo 100 câu đi mà không làm phước, phước tới không? Nhưng mà tâm lý treo cái chữ phước ngược lại là phúc đau. Phúc tao, 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 tao. Cho nên toàn là phát âm thôi. Thưa Thầy, con rất mến mộ Thầy. Hầu như đêm nào con cũng nghe Thầy giảng trước khi đi ngủ. Và con luôn cầu mong có ngày gặp được Thầy ở ngoài đời, chứ không phải qua YouTube. Cách đây hơn một tháng con được biết Thầy sẽ qua Úc giảng, con mừng vô cùng. Cũng là lúc công việc của con ở hãng rất bận, con chưa bao giờ say no khi boss kêu làm thêm, phần vì con cũng muốn kiếm thêm tiền. Còn vài ngày nữa Thầy qua tới Sydney, con vừa muốn gặp Thầy vừa muốn làm thêm, như vậy thì mệt quá. Chà, à nha. Này là mắng vốn á. Không chừng lát nữa Thầy có gì chia nữa. Trong lúc đó con nghĩ tới mẹ Quan Âm và cầu xin người cho con đừng làm thêm thứ bảy.
không ngờ lời cầu xin của con thật là linh nghiệm. Cả hãng con không ai làm thêm. Con kể cho ông xã nghe sự linh ứng của mẹ Quan Âm. Ông xã nói con ích kỷ. Tiếp. Ông xã nói con ích kỷ, nếu muốn không làm thêm thì xin một mình thôi, thì tại sao muốn mọi người đều nghỉ? Thầy ơi, có phải con ích kỷ quá không? Như vậy là mai mốt ai có cần gì đừng kêu con này xin. Xin một là được 10 luôn. Thưa đại chúng, là cái gì cũng do cái tâm mình nghĩ, thấy không? Thật sự ra mình có xin, nếu mà cái tâm mình thành thì nó cũng ứng, chứ không phải là không. Nhưng mà cái này là cái tội xin xong rồi còn khoe. Khoe cho nên nó bị dũa. Lần sau nhớ xin, nó nói mẹ ơi, mẹ có linh cho mình con nghỉ thôi. Mà Quan Âm nào cũng rảnh ghê. Em xin cho em nghỉ giảng mà không cho. Còn cô này cổ xin nghỉ mình, cổ làm mà cho nguyên hãng nghỉ. Quan Âm này rảnh. Cô không có ích kỷ đâu, tại cái hãng cô hên thôi. Tại vì nếu như mà cô ích kỷ thì cô nói là cho nguyên hãng nghỉ đi, để đừng ai có tiền giống con hết. Thật sự ra thì nhiều lúc mình may mắn gặp đúng lúc thôi. Rồi bây giờ quý vị nhớ là ở đời có nhiều lúc không bao giờ cái gì mình được cả hai đâu. Hễ mà bây giờ nếu mình chấp nhận đi làm có thêm tiền thì mình hy sinh buổi giảng. Còn mình thấy rằng bao lâu thầy mới qua một lần, có dịp mình lên thăm thầy, đừng nói đặt vấn đề gọi là giảng, không giảng gì hết đó. Đâu phải quý vị nghe mấy buổi này rồi quý vị thành đạo đâu. Quý vị nghe hàng trăm buổi, hàng ngàn buổi rồi, mình cũng là mình không hơn được gì hết. Chẳng qua là mấy ngày nay chúng ta gặp nhau như một sự thăm với nhau, trong cái thâm tình Phật tử. Pháp Hòa nhận mấy ngày nay, Pháp Hòa không có dám nghĩ là Pháp Hòa đi giảng thuyết đâu. Pháp Hòa chỉ dám nghĩ rằng Pháp Hòa đang đi một chuyến để thăm quý Phật tử thân thương, chứ không dám nghĩ giảng thuyết. Còn nếu mà xin lỗi, nếu gọi là giảng thuyết, quý vị nghe trong băng đã đủ, chứ đâu cần phải gặp nhau. Nhưng mà gặp nhau đây là mình bày tỏ cái tình thân của mình. Biết nhau ở trên YouTube, quen nhau bằng tình cảm long distance. Bây giờ được cơ hội gặp nhau như thế này thì hãy đến với nhau, có mặt cho nhau trong từng giây phút vậy thôi. Cho nên ví dụ như Pháp Hòa chỉ còn có một buổi chiều ở đây đó thôi, chỉ còn gặp nhau một chiều nữa thôi. Một chiều nữa thôi là xa nhau rồi. Ngày mai các du về lại với đời, còn lại mình ta trong kiếp lang thang. Cho nên mình gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cho nên đạo hữu muốn gặp nhau thì hy sinh không đi làm.
Còn nếu mình xin mẹ Quan Âm mà cho mình được nghỉ, đó là mình may mắn gặp đúng thời. Chứ đừng có nghĩ là Quan Âm linh, vậy mai mốt cứ xin kiểu này hoài là Quan Âm hơi cực á. Mà hãy cho mình nghỉ thì boss ế nó mới cho nghỉ, phải không? Mà hãng ế mới nghỉ, mà hãng ế là mình cũng tiêu á. Đó, đời mà được này phải mất kia. Cho nên nếu mà thí dụ không được, bây giờ muốn xin nghỉ mà hãng không cho bắt mình đi làm, thì thôi giờ mình chỉ có một trong hai thôi. Thậm chí còn phải đi làm nữa là khác. Đối với con, những lời pháp nhủ của thầy qua con được nghe qua YouTube lúc nào con cũng thật thâm sâu, nhưng đơn giản và gần gũi, đã giúp con giải quyết được nhiều khúc mắc trong cuộc sống gia đình và các căng thẳng trong công việc. Nhưng khi thật sự được gặp thầy và nghe giảng pháp Tổ Đình Phước Huệ, ý nghĩ thầy là vị Bồ Tát với tâm từ bi lớn mà con cũng đã từng có trước kia trở thành thật là khiến con vô cùng cảm động. Bây giờ câu hỏi: con xin thầy chỉ dạy cho con những phương pháp căn bản dễ thực hành để chuyển hóa tâm vọng động phiền não thành tỉnh giác tĩnh lặng. Thì cái này đó là tất cả những gì mà chúng ta đang mong muốn. Ai cũng muốn tâm mình tỉnh giác tĩnh lặng hết. Bây giờ mình muốn như vậy thì mình phải học một cách mà Phật giáo gọi là quán chiếu. Chỉ có khi nào chúng ta có đủ trí tuệ quán chiếu thì chúng ta mới vượt thoát được những khổ đau phiền muộn. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu vô thường. Bởi vì tất cả các pháp, không có pháp nào là thường hết. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, sao họ hay gây khó dễ với mình, thì bất quá cũng chỉ mấy tiếng trong thời gian đi làm thôi. Còn về nhà mình sẽ gặp những cảnh duyên khác. Cho nên tất cả những phiền não là tại vì do chúng ta không đủ tư duy quán chiếu để thấy rằng tất cả những cái này là những pháp môn để giúp cho mình chuyển hóa từ cái phiền não thành ra bồ đề giác ngộ. Quý vị nhớ á, Ngài Tam Tạng Huyền Trang trong Tây Du Ký đó. Và trước khi Pháp Hòa nói thêm thì Pháp Hòa chỉ xin thưa thêm thôi, Tây Du Ký là một bộ truyện không có thật. Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu, không có thật. Chỉ một nhân vật có thật thôi, đó là Ngài Huyền Trang, một nhân vật lịch sử có thật ở nhà Đường. Và sự kiện Ngài đi đến Ấn Độ thỉnh kinh là một sự việc có thật. Nhưng mà nó không có tình tiết ly kỳ như Tây Du Ký kể là gặp ma quái yêu tinh gì hết. Cái bộ truyện Tây Du Ký là hư cấu nhưng có lòng chứa đạo lý trong đó. Ngài Huyền Trang không thể nào tới Tây Phương gặp Phật Tổ thỉnh kinh được nếu không có ba người đệ tử phò trì, đó là Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Ngộ Không là con khỉ, Ngộ Năng là Bát Giới, Ngộ Tịnh là Sa Tăng. Mà ba nhân vật này tượng trưng cho ba cái yếu tố tiêu cực ở trong chúng ta. Ngộ không là tượng trưng cho sân, Ngộ Năng là con heo đó, tượng trưng cho tham, Sa Tăng tượng trưng cho si. Một người muốn tới Tây Phương thỉnh kinh không thể nào không đi với ba điều tham sân si. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta tu với cái khó khăn, chứ còn cái dễ thì có gì đâu để nói mà tu. Mà nếu không có ba người này, mình không thể đắc quả tới Phật được.
Vì ba người này giúp cho chúng ta chuyển. Cho nên ngộ không á, là tượng trưng cho sân á, thì ông này phải tu giới. Cho nên có cái dòng kim cô đè trên đầu ông. Ngộ lăng là một con, ngộ không là một con người thông minh nhưng nóng nảy, nhưng mà thần lực rất nhiều. Cũng thế, trí tuệ của chúng ta cũng linh động lắm. Nhưng mà nếu trí tuệ thông minh này không có tu tập thì có thể hại người, như là phá trời, phá địa ngục, phá long cung. Trí tuệ mà không có tu là trí tuệ nguy hiểm. Cho nên trí tuệ phải có tu, cho nên mới đội cái dòng kim cô là tượng trưng cho có một cái gì nó ngăn chừa, nó đóng khung, chứ còn không là nguy hiểm. Còn ngộ năng là một bản năng của con người, tham đầy đủ, tham sắc, tham tiền, tham danh, tham ăn, tham ngủ, gọi chung là ngũ dục. Ngũ dục là gì? Là năm thứ ham muốn: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Nhưng mà những cái bản chất đó có trong ta không? Có không? Có chứ làm sao không? Có chứ làm sao không? Bởi vì cho nên thay vì chúng ta quá độ thì bây giờ tu lại cho nó điều độ. Cho nên gọi là ngộ năng. Anh ngộ rồi thì phải anh chuyên siêng năng, cần mẫn để điều phục ngũ dục ở nơi anh. Ngộ tịnh là một con người si mê. Si là bản chất ngầm lặng, cho nên suốt đoạn đường đi Sa Tăng rất ít nói, và hầu như á, không có chủ động cái gì hết. Hai cái anh kia ảnh nói cái là Sa Tăng làm theo. Si mê nó cũng thế, nó muốn chửi ai cái là nó mê, nó không thấy biết gì, nó muốn nói gì nó nói, nó muốn làm gì làm. Người mê thì không gọi là tỉnh, kẻ tỉnh thì nó gọi là mê. Cho nên muốn tu thành Phật, muốn tới Tây Phương để trọn vẹn chuyến đi của mình thì không thể thiếu ba người đệ tử: tham, sân, si. Mà chính tham sân si chúng ta chuyển thành gì? Giới, định, tuệ. Giới định tuệ là tam vô lậu học. Mà chúng ta muốn thành tựu thì không thể thiếu giới định tuệ. Cho nên cái chuyện Tây Du Ký, ngài Huyền Trang là tượng trưng cho con người phàm trần như chúng ta đây. Nhưng mà trong con người bình thường này có đủ ba thứ: tham, sân, si. Nhưng nếu chúng ta chịu khó tu tập, chúng ta sẽ chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Vì vậy cho nên đi tới Tây Phương thỉnh kinh dễ dàng. Nhưng mà dễ không? 81 nạn, 81 nạn mới được gặp Phật Tổ thỉnh kinh. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta muốn thành tựu được thì chúng ta phải trải qua một quá trình thử nghiệm. Mà đặc biệt là càng tới Tây Phương thì ma quái lại càng năng lực. Chúng ta cũng thế. Chúng ta người tu tập mà càng tu tinh tấn chừng nào thì sao? Phiền não chướng duyên nó tới với mình nhiều chừng đấy. Nhưng không vì thế mà chúng ta lui sụp. Nếu chúng ta chỉ cần vượt thắng nó thì chúng ta sẽ tới được. Bởi vì ma nó chỉ có cái cách nó hù dọa thôi. Chứ mình vẫn đi tới thì ma sẽ lui sụp, chứ không thể nào làm được gì mình. Cho nên ở đây cái pháp căn bản là niệm định tuệ. Hay nói đơn giản thôi là hãy chánh niệm. Bất cứ việc gì nó xảy đến trong chúng ta hàng ngày, hãy chánh niệm quán xét, tĩnh lặng cho kỹ. Ví dụ mình khởi sân si, chánh niệm tôi đang khởi sân si. Thì khi mình chánh niệm được như vậy thì dù mình chưa hết sân si nhưng mà ít nhất mình chỉnh lại, mình chỉnh lại được cái độ sân si của mình, để mình không có quá đáng trong lời nói, trong hành động. Cho nên chứ đừng nghĩ rằng là mình tu là có cái gì đó nó rất là gây gớm.
Cho nên cô cũng đừng buồn, tại vì mình còn mấy cái này. Ngày nào còn đi trên đường thỉnh kinh là ngày đó còn gặp yêu quái. Và cho nên bộ Tây Du Ký là một bộ truyện lòng chứa rất nhiều đạo lý trong đó. Chánh niệm, thì khi mà chánh niệm nó có mặt với mình rồi thì tự nhiên tâm mình định tĩnh, mà nhờ tâm định tĩnh cho chánh niệm nó cao. Cho nên quý vị cũng đừng có lo ngại, mình còn sống ở cõi đời này, ngày nào còn giao tiếp thì ngày đó còn tham sân si. Nhưng mà cái quan trọng là mỗi một lần nó trồi lên thì mình biết độ nó, giống như Ngộ Không, thấy không? Mỗi một lần mà lên cơn phá, Đường Tăng làm gì? Niệm chú Kim Cô. Đó, đến khi nào mà ngộ không thuần thục. Cho nên rồi quý vị thấy không, nè, trên đường ba cái anh này nè, gây gỗ nhiều không? Gây dữ lắm. Có đôi lúc lý trí nó nói thôi ngồi dậy niệm Phật đi, tối tôi để từ chuông mỗi ngày 6 giờ sáng dậy niệm Phật. Thì cái con ma làm biến, con ma ham ngủ là tượng trưng con heo, nó nói sư huynh không thương sao, sư huynh bắt dậy sớm vậy, sư phụ còn chưa la mà sư huynh cứ la hoài, nằm xuống ngủ đi. Kê con mắt nằm xuống tiếp đó, ba con đó nó nói chuyện với nhau, nó chống với nhau. Tham sân si trong mình nhiều khi nó cũng có đôi lúc á, cái trí mình nó cũng cao lắm. Nhưng mà rồi mà nó vừa khởi lên cái là có con heo, cái tham đó, nó có cách nó nói, cái tự nhiên mình nghe lời nó. Cho nên hồi xưa các vị hay nhắc mình đó, tình sinh là trí cách. Tình sinh trí cách là sao? Hễ một cái tình nào mình sinh khởi thì trí tuệ mình bắt buộc nó phải, mình phải rời đó. Nó phải rời thì nó, cái trí mình nó rời mình thì cái tình cảm mình nó dễ nặng. Cho nên thôi thì đạo hữu cũng nhớ là mình ở trong cõi đời, còn giao tiếp là còn tiếp tục tu. Và đến khi nào mà tâm mình đối cảnh vẫn biết mà không dao động, cái đó gọi là gì? Đối cảnh vô tâm. Vô tâm không có nghĩa là mình thờ ơ lạnh nhạt, vẫn làm tất cả mọi việc nhưng bây giờ không dính mắc khổ đau gì nữa hết. Như cái đạo hữu hồi đầu hỏi đó, làm việc cho người ta mà sao không thấy người ta nhận cái gì chứ, mình mà cứ hễ chỗ nào cực nhọc là gọi mình vậy đó. Mình hãy đối cảnh vô tâm, làm tất cả việc mà không việc gì mình thấy mình làm, thì chừng đó mình mới thảnh thơi được. Cho nên quý vị thấy trong 10 cái mục chăn trâu để mình chăn tâm đó, của nhà thiền đó, thì có một cái mục gọi là gì? Thõng tay vào chợ. Lúc đó thông dong đi vào chợ, tay vẫn xách cái giỏ cá mà không có gì trở ngại. Cái giỏ cá là tượng trưng cho trần lao, đi vào chợ là tượng trưng cho nhập thế. Mình đi nhập thế mình tùy thuận, nhưng tâm mình không nao núng, không có dính bận. Nói như vậy không có nghĩa là lý thuyết, mà chúng ta cần phải nhận cái đó làm cái pháp tu, để nó có thể thật sự nó ứng với cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chừng đó mình nghe pháp dù một bài, nhưng mà lời pháp thấm thì một bài đó đã đủ. Nhưng mà mình nghe nhiều không phải là không tốt, nhưng mà mỗi một lần mình nghe thì nó giúp cho mình thanh lọc thêm được cái sự hiểu biết của mình, biết những điều chưa biết, sáng tỏ những điều chưa thông, làm cho trí tuệ mình sáng, giải tất cả mọi hiểu lầm, và làm cho mình tăng trưởng cái lợi ích rất lớn. Và đó là cái lợi ích của sự nghe pháp. Con chúc thầy được nhiều an lành. Nếu con đi chùa mà thấy sư không đúng, sự không đúng của thầy thì con phải làm sao? Con có nên đến chùa nữa không? Khi mình đến chùa là mình đến chùa mình học cái hay, ngay cả cái dở cũng học. Học cái gì biết không? Học cái vĩnh viễn không làm giống. Cho nên nếu mình biết đem cái tâm của người đi chùa thì không có chuyện gì mà mình trở ngại hết.
Người dở mình cũng học nữa. Học đừng cái đừng có làm. Ngày xưa Khổng Tử dạy, con thấy người ta làm lành, con học điều lành của người đã đành. Con thấy người ta làm dở, con vẫn phải học. Học cái đừng bao giờ làm giống như vậy. Quý vị nhớ kinh Tư Lượng không? Kinh Tư Lượng là kinh, tư là tư duy, lượng là so sánh. Bây giờ mình dịch cái kinh đó là kinh soi gương. Nếu mình thấy một người mà không dễ thương, không làm được những điều đó mà mình không thích người đó, thì mình tự nói với mình sẽ không repeat và làm y như vậy. Và quý vị nhớ là chùa như một cái bệnh viện, và rất nhiều bệnh nhân vô trong cái bệnh viện này, và mỗi người bệnh mỗi kiểu, mỗi người bệnh mỗi kiểu. Và trong này cũng có y tá, cũng có bác sĩ, và thậm chí bác sĩ cũng bệnh như là người bệnh. Thành thử ra tất cả chúng ta đều ở trong này đều là những người đang chữa bệnh hết. Thì bây giờ á, mình đi chùa thì mình nhớ là Pháp Hòa hồi nãy có định nghĩa chữ chùa đó. Chùa là nơi xa cái ác, gần cái thiện. Thì cái gì mà xấu, không đúng, mình đã biết không đúng là tại sao mình phải quan tâm. Mà hơn nữa, mục đích ngay từ đầu mình đi chùa đâu phải đi tìm cái người đó để mình làm gì đâu. Mà đa phần là hỏi đi chùa chi, đi chùa tu công quả. Ủa sao chị đi về vậy? Tôi bực cái bà đó tôi về. Nó trật lất à. Đi chùa gì cái chuyện khác, mà lát về gì chuyện khác. Làm sao để học tha thứ cho người khác khi người ta làm sai? Những việc nhỏ nhất như là chồng quên rửa chén hoài. Mà các vị đức lưng quần nghe cho kỹ nha. Bữa nay bị thưa lên tới chùa rồi đó. Các ông mà có thương em mà đừng để em giải quyết mấy vụ này hoài đó. Làm ơn về rửa chén giùm em đi. Riết rồi, em biết em là thầy chùa, thầy pháp là. Có một lần cái cô Phật tử cô viết tờ giấy của nó, thầy ơi, con là đang làm bảo lãnh, giấy tờ bảo lãnh con của con mà nó rớt hoài à. Thầy coi có ngày nào được cho nó nộp đơn không? Pháp Hòa nói trời ơi, cái đó của thầy pháp, còn em là thầy chùa. Nhiều khi bí quá hỏi đại ông thầy cũng cần biết, hỏi ông thầy nào. Cái đứa học trò mà nó làm toán nó cộng 1 + 1 = 2, rồi cái đứa kia nó nói 1 + 1 = 3, rồi cái đứa làm trúng nó dặn gân lên nó cãi, rồi cuối cùng nó đem lên ông thầy xử. Ông thầy biểu cái đứa làm trúng nằm xuống, ông đánh thêm trận. Nó tức cái mình, nó con làm trúng mà sao thầy đánh con. Nói thầy không đánh gì hết, đánh cái tội ngu. Biết trúng mà cũng cãi với thằng trật. Thưa đại chúng, là thật sự ra cuộc sống của chúng ta đó, tại vì chúng ta có một cái khung để chúng ta đóng vào mỗi việc, mà hãy ai trật cái khung đó là mình bụp liền. Quý vị có nhớ một câu chuyện cổ tích ngày xưa, có một toán cướp, nó có một cái giường nó để giữa đường, ai đi ngang á nó bắt lên nằm giường nó hết, người nào mà ngắn ngủn nó kéo chân ra bằng, người nào dài nó chặt bớt. Thì cái câu chuyện cổ đó kể xong rồi thì người ta mới hỏi, thế thì chúng ta có giống tên cướp đó không? Mỗi người chúng ta đều có một cái giường hết á, bắt người khác lên nằm, họ ngắn ngủn thì kéo họ về thòn cho bằng, người nào dài quá chặt bụp. Nghĩa là mình đều có một cái giường để đo mọi người hết. Sở dĩ chúng ta phiền não là tại chúng ta cứ bắt người ta đúng cái khuôn của mình. Mà thưa đại chúng, cuộc đời này mà ai cũng y rập là no fun. Phải không? Nhờ ổng không rửa chén cái mình có hai ông Phật để mình rửa.
những việc nhỏ như chồng quên rửa chén. Bây giờ nếu mà lỡ mà phải rửa chén của chồng thì nói vậy nè: rửa chén vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, chén dơ rồi chén sạch, ta rửa bát ngàn đời. Đó là bài kinh rửa chén. Nói như vậy không phải bà binh mấy ông nha, nhưng mà tại vì nếu mà bây giờ, không lẽ bây giờ sau khi rửa chén là gia đình mình xào xáo. Thôi thì bây giờ quan trọng đó là cái cách mình nói. Anh ơi, anh sao anh không rửa chén giùm em? Ông nghe ông cũng, mình xốp quá ông cũng nhột. Trời nội, có hai cái chén cũng rửa nữa. Hai cái nó khác liền à. Ổng sẽ nói: trời ơi, bữa nay tôi lên chức vừa làm cha vừa là ông nội thôi khỏi rửa. Phá Hòa có một cô Phật tử của người Hoa, mỗi lần mình nói gì cũng đồng ý, cô nói: thôi đi cha nội. Thế thì mấy Phật tử mới nói: trời ơi, sao mà bà kêu thầy kỳ cục vậy, không muốn hả? Ông nội lớn hơn ba tôi rồi. Rồi lúc đó mình đó nín chấm cơm luôn. Thật ra đôi khi trong cuộc sống á, thật ra thì nhiều việc nó cũng nhẹ nhàng thôi. Thế mình thì quan trọng quá một vấn đề cái nó thành ra quan trọng. Phó Hòa thưa đại chúng như nè, nếu ở trong chùa mà các thầy muốn xử đó, một ngày có một tuần lễ cuối tuần hai ngày Phật tử vô công quả là đều có hai ngày để có chuyện để xử. Tại vì sao? Không có người nào mà giống người nào. Rồi bây giờ người nào lên mét cũng xử sao? Ai lên nói: dạ dạ mô Phật để thầy tính. Dạ 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 mô Phật để thầy tính. Dạ dạ mô Phật thưa cô Quan Hỷ thì để thầy lo. Nhưng mà thiệt sự thầy có lo mà lo không có nói. Tại vì thầy biết thầy nói xong thầy lo hơn. Khi việc gì mình cũng mang ra nó thành vấn đề là vấn đề nó lớn. Có nhiều khi mình phải nghĩ là mình đang hạnh phúc, mình được làm một gì đó cho người thân của mình. Quý vị biết là nhiều lúc đó, Phó Hòa cũng phải đi chùa nhà cầu, Phó Hòa cũng phải đi lượm dép. Phật tử cuối tuần về là bỏ dép tứ tung hết, Phó Hòa cũng phải đi lượm từng đôi dép để lên kệ. Cuối tuần là lên Tây Thiên hốt rác theo Tây Thiên, về Trúc Lâm làm theo Trúc Lâm. Mà toàn là ai? Toàn là tử đệ của mình không? Không lẽ mình vừa đi chùa cầu mình tụng nó, mà nó cũng có nghe đâu. Mà rốt cuộc mình tụng mình nghe, mà tụng xong tay cũng phải làm còn mỏi cái miệng nữa. Thôi giờ thà mỏi tay khỏi mỏi miệng. Thì thưa đại chúng là trong cuộc sống á, người mà thấy việc làm á, muốn làm á, thì không có lúc nào không có việc để làm. Người không muốn làm rồi á, rác trước mặt cũng không thấy có việc để làm. Tại vì là cái quan trọng là cái nhẹ nhàng của mình. Mình cứ làm riết rồi thế nào mà nói vậy rồi mình hết hơi sao? Không, thôi cũng tốt, hết hơi sớm thì cũng khỏi hết hơi trễ. Từ việc lớn tới việc nhỏ, ngay cả co-worker, những người làm chung với mình, bây giờ công việc đó là công việc chung, mình cứ làm hết sức của mình thôi chứ không bao giờ mình hết việc. Thí dụ mình hết ngày việc tới đó ngưng. Phó Hòa thường hay suy nghĩ vậy nè: bây giờ cái công việc này là việc chung, mà bây giờ có người làm tới ngang đó, người ta nghĩ gì hết ngày hết giờ hoặc là ta mệt rồi, rồi mình cứ bắt người ta làm thêm, thì mình cũng phải biết rằng nếu người ta làm thêm là ta kiệt sức, là ngày mai không làm nữa. Thà là ta ngừng tới đây mà ngày mai ta làm được thêm ngày, mình ráng thêm tiếng mà ta mệt là mai ta nghỉ một tuần. Thì trong cuộc sống mình làm việc chung trong một cái công ty cũng vậy, ai vô đây cũng làm việc cho chủ hết á. Bây giờ người kia làm biếng ta không làm thì mình cứ làm trong cái khả năng của mình, hết giờ mình cũng cứ về, mai việc đó tới tiếp thì mọi người đều có trách nhiệm để làm. Mỗi ngày mình cứ gom mấy cái phiền não nhỏ nhỏ đó riết á, mình trở thành một người câu có quạo quọ ngay lúc nào mình không biết. Đó. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thấy được
cái sự tu tập đó, tìm an lạc trong giáo pháp của Như Lai. Chữ như là gì? Như là như vậy, lai là thay đổi. Cuộc đời cứ thay đổi, con người thay đổi, mọi thứ xung quanh mình thay đổi, mà quan trọng là tâm mình không có đổi thay. Bây giờ quý vị nhìn coi, sáng nắng chiều mưa mà. Mà nếu tâm mình nó sáng mưa chiều nắng là tự nhiên ta, thời tiết người ta không nói nghe, mà mình đã đổi thay là người ta lên án mình liền. Không có ai mà ra đứng giữa đường, nó vô duyên lắm nha. Tự nhiên sáng nắng chiều mưa, mà mình mà đổi thay là nói mình liền. Thật ra mình thôi giữ sao, giữ cái tâm mình như cuộc đời cứ lại. Cuộc đời này mình đến như vậy, mình sẽ đi như vậy. Mình đến không có gì, rồi mình đi cũng sẽ không có gì. Không bao giờ mình đến, Đức Phật cũng thế, Ngài đến như vậy và Ngài đi như vậy, cho nên mình gọi Ngài là Như Lai. Ngài đến cuộc đời này, Ngài cũng sanh giống bình thường thì Ngài cũng chết bình thường, cho nên Ngài rất bình thường. Còn ví dụ như mình đến bình thường, mình đi không bình thường, mình nghĩ là mình ôm cái gì, mình nắm cái gì, không có. Không có gì, thậm chí tiền của mình để lại, người ta cũng lấy cái đó, người ta mua đồ giả, người ta gửi vô. Mình để 100 lại, người ta đi lấy 100, người ta ra chợ, người ta mua một sắp giấy tiền giả đó, người ta để vô. Để đồ thiệt mà ta cuối cùng ta cũng đưa đồ giả cho mình đi. Có cái ông đó, ông để một số tiền mặt là ông dặn với bà vợ nghe, khi tôi chết bà nhớ chôn theo nghe. Cái bữa đó liệm đó, cái bà cũng tới bà khóc, bà nói anh, em đã làm đúng tâm nguyện của anh, là những gì của anh em đưa hết cho anh, em không có giữ. Nhưng em suy nghĩ rồi, anh cầm chi nhiều nó nặng, thôi em ký cái check cho nó gọn em. Ký kiểu đó ký 10 check cũng được không? Con chỉ hỏi tại sao Đức Phật chỉ là người thường như mình tu thành đạo, vậy tại sao mình lại xin phước Đức Phật phù hộ từ những vị Phật Bồ Tát bằng cách đọc chú và cầu xin? Thấy không? Thì Đức đúng như vậy, Đức Phật rất là bình thường. Nhưng mà thưa đại chúng, là tại sao mình ở trước Phật mình tụng, mình xin này xin kia? Thật ra mình nói đó không phải là mình xin cái tượng đó, nhưng mà bức tượng đó là một biểu tượng cho mình đưa tâm mình hướng thượng. Phóng vào ví dụ, bây giờ mình đứng trước Phật mình tụng: con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Mình nói cho ai? Mình tự phát nguyện cho chính mình mà, con nguyện làm điều đó. Nhưng bây giờ nếu mình đứng không mình nói vậy, mình không có cảm. Giờ mình đứng trước Phật, lấy biểu tượng là tượng Phật. Và tượng Phật là biểu tượng giúp cho mình đưa cái tâm mình hướng thượng. Mình nói với Phật như là mình bộc bạch với Phật, nhưng mà thật sự đó là một sự hướng tâm. Phật vào ví dụ như ngày mẹ mình sinh nhật, ba mình sinh nhật, mình đi mua một cái cạc, mình về mình viết những lời thương yêu. Như vậy trong lúc đó ai làm cái biểu tượng để mình nghĩ ra được tất cả những tình thương, lời lẽ hay để mình viết? Ai? Cha hay là mẹ? Thế nữa, nếu cha là một đối tượng chủ của cái cạc đó, thì tất cả những hình ảnh đẹp gì của người cha mà mình muốn nói và mình hứa với ba, mình thương ba, mình viết ra, ba lúc đó là biểu, là cái đối tượng để tâm mình phát khởi những cái hình ảnh đẹp. Đức Phật cũng vậy. Cho nên nói là xin Phật, chứ thật sự ra mình nói lên một lời ước nguyện của chính mình và mình phát nguyện mình làm. Và thưa đại chúng, con xin nguyện thành tâm sám hối tất cả nghiệp chướng của con, nguyện cho con nghiệp chướng tiêu trừ. Con xin nguyện sám hối mà. Vậy thì Phật là biểu tượng chứng để mình nói lên con xin nguyện sám hối. Thì mai mốt ra người ta làm gì sai, thôi tôi sám hối rồi, tôi muốn làm điều đó nữa. Phật phù hộ chưa? Phù hộ rồi. Phật phù hộ bằng cách là Ngài cho mình, Ngài ngồi đó, Ngài làm biểu tượng cho mình, cho nên không có sai. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích sâu
để đại chúng thấy rằng tại sao chúng ta phải đứng trước Phật làm điều đó. Phật đâu có ăn trái cây mình cúng đâu, nhưng mà mình đem lên mình cúng đó là gì? Đó là một biểu tượng. Và mình đem trái cây đây là, đây là những kết quả của con làm được. Trái là quả mà, và cái quả mình đôn cho cao lên, và khi mình cúng như vậy là mình đang biểu tượng rằng con nguyện nhắc nhở con cái đạo lý của nhân quả, có làm đúng là quả nó sẽ đúng, trồng ớt ra ớt, trồng cam ra cam. Cho nên chữ cúng Phật đó nghĩa là mình cung dưỡng trở lại cho chính mình. Thật sự ra mình đem cái gì mình cúng bằng Phật cuối cùng là cúng mình hết á. Đem nải chuối xanh dờn lên cúng vậy chứ chín xuống là cúng cho mình. Đem trái sầu riêng lên để nó cúng Phật chứ, chứ Phật chưa kịp mổ trái sầu riêng là mình đem xuống mình mổ mình ăn rồi. Thì nó biểu tượng thôi. Cho nên Phật chỉ là người thường, Phật không ban gì được cho mình, nhưng mà Phật là biểu tượng để mình đưa tâm hướng thượng. Mà khi mình tích phước, mình tạo thiện, thì tự nhiên cái thiện, cái phước đó nó là cái quả, nó chuyển nghiệp cho mình. Ví dụ như quý vị làm thiện, làm xong việc thiện là tự quả thiện nó đến, chẳng cần phải nói gì hết á. Nhưng mà tại sao khi mình làm cái gì xong mình hồi hướng cho người thân? Vì cái hồi, cái giây phút mình hồi hướng đó là trước khi hướng là mình đã hồi rồi. Hồi là quay trở lại đó. Mình declare lên, con nguyện bố thí hôm nay để hồi hướng cho người đó. Hồi lại mình nè. Hồi là cái việc mình làm là bố thí. Rồi mình hướng về người đó, tức là mình đưa cái tâm thiện mình về người đó. Mình muốn cảm hóa người đó, mình muốn trị cho người đó, mình muốn giúp người đó bằng cái tâm của mình. Cho nên sự hồi hướng không có gì không đúng. Nhưng mà quan trọng chúng ta hiểu được cái hồi và cái hướng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Khi mình đi chợ mua thức ăn, có phải quý vị cầm món gì lên là đều có người để quý vị biết rằng tại sao mình mua món đó không? Ví dụ như mình đi mua trái xoài, con trai tôi thích ăn xoài này lắm nè. Đi qua tới đằng kia, ông xã tôi thích ăn dưa hấu lắm nè. Rõ không? Đi ngay cái khi mình cầm món ăn lên là mình biết đối tượng của cái món này là ai rồi. Nhưng mà nếu người đó không có, mình mua để làm gì? Phải không? Ví dụ như mình đi, tôi đâu biết tôi muốn mua cái gì đâu, tôi đi chợ tôi quơ đại à. Không có. Mỗi ngày nấu ăn cũng vậy nữa. Mình nấu canh xong phải không? Trước khi mình để rong biển vô, cái mình múc cái chén canh riêng ra, mình nói tại vì má tôi không thích ăn rong biển. Cả nhà mấy đứa con tôi nó thích, má tôi cũng thích. Bởi vì trước khi tôi để rong biển vô, tôi múc chén canh riêng ra cho má tôi. Hướng chưa? Hướng chưa? Hồi chưa? Hồi rồi. Hồi là quay trở lại, hướng là nghĩ về người kia. Biết rằng má mình không thích ăn rong biển cho nên quay trở lại múc chén canh để riêng trước khi để rong biển vô liền. Tôi biết con tôi không ăn hành cho nên tôi múc riêng một chén canh cho nó, rát nữa tôi để hành sao cho đứa con kia. Thật ra cuộc sống này chúng ta làm đều có cái chỗ chúng ta hướng hết. Thì Đức Phật cũng vậy. Hình ảnh của Ngài là biểu tượng để chúng ta hướng tâm. Mà đặc biệt là những, ví dụ quý vị nhìn tượng Phật một cái thôi, mặc dù Ngài không nói gì, Ngài không làm gì, nhưng mà tâm mình an lại liền. Mình cảm nhận một sự bình an khi Ngài, mình nhìn Ngài, mình nhìn bức hình của Ngài. Mà không biết Ngài có giống vậy không? Không biết. Tại vì mình không gặp được Ngài. Tất cả những hình ảnh cũng trừ từ cái sự tưởng tượng của mình mà phát họa ra thôi. Chứ không có gì mê tín. Nếu chúng ta làm mà chúng ta hiểu ý nghĩa chúng ta làm thì không có gì mê tín hết. Tuần rồi Pháp Hòa đi giảng ở Maui, Hawaii, thì nhà thờ Thiên Chúa Giáo đã cho chùa mượn nguyên cái thánh đường để mà chúng ta pháp thoại. Tượng Chúa đứng cao ở trên, Pháp Hòa ngồi ở dưới. Và quý vị biết là mỗi bữa quy vào buổi giảng, trước khi giảng Pháp Hòa đều chắp tay hướng về Chúa xá, rồi Pháp Hòa ngồi xuống giảng. Giảng xong Pháp Hòa đứng dậy xá Chúa. Tại vì nhờ Ngài đứng ở trên cho nên mình ngồi nghiêm túc. Thật là cái biểu tượng ở trên, dù là Chúa hay Phật,
cũng là cái điểm để chúng ta biết là bậc thánh thì tự nhiên mình nhiếp tâm. Điều đó không có gì sai hết. Thành thử ra mình làm mà mình hiểu đó thì không có gì trở ngại hết. Ngay cả mình phải chịu đựng một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ đều là cái cơ hội cho mình tăng trưởng cái phước thiện hết. Mình muốn nói con mình á, có nhiều đứa nó dễ nóng á, mẹ muốn nói chuyện với con mà mẹ phải suy nghĩ dữ lắm, nói làm sao để nó đừng có nổi giận lên. Có không? Mình phải trước khi mình hướng về nó đó, mình phải hồi lại mình rồi phải hồi nó nữa, nó đang ở trong cái hoàn cảnh nào. Mấy thầy mấy chú ở trong chùa Pháp Hòa muốn nói chuyện gì là Pháp Hòa phải xuống giả bộ hỏi trước. Bữa nay đi học về vui không con? Khỏe không? Có ăn cơm chưa? Có nhiều bài vở làm không? Nói dạ bữa nay con nhiều bài lắm. Ờ thôi con làm đi. Mặc dù sắp sửa la rầy gì đó, nhưng mà nếu nó nhiều bài quá mình kêu nó lại mình giảng moral xong lát nó bấn loạn, nó khỏi làm gì hết luôn. Muốn nói cũng phải coi coi tại nó đúng lúc để nói không. Mà nhiều lúc muốn nhờ nó gì cũng phải nhờ, phải lựa lúc nhờ nữa. Nó đang ngủ mà mình dựng nó dậy những cái chuyện không cần thiết thì cũng không nên. Trên cuộc sống này á, cái sự tu tập của chúng ta nó nằm ngay ở trong cái cách mà chúng ta hồi và hướng. Trước khi hồi, trước khi hướng phải hồi. Và Pháp Hòa hay thưa đại chúng là hồi hướng có bốn cách: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Tại sao con không hiểu khi nghe giảng pháp gia đình nói con bướng bỉnh hay cáu, nhưng có lẽ con không có duyên với Phật pháp chăng? Xin chỉ cho con một cách để con có thể kiên nhẫn nghe pháp lâu hơn. Con thích thầy nói chuyện đơn giản và khiến con thoải mái. Thì cũng giống thôi. Thật sự ra mình cho ông thầy đó giảng pháp là nó tự nhiên thành bài pháp. Còn mình nghĩ rằng thầy đang chia sẻ, thầy đang nói những kinh nghiệm gì đó là nó ra. Thành nhiều khi á, thí dụ cũng cái câu nói người ta nói mà mình nghĩ người ta nói móc mình nó thành ra nói móc. Mà mình nghĩ người ta nói đơn giản nó thành ra đơn giản. Cho nên nếu mình không quen với cái kiểu là nghe thuyết pháp thì đừng đặt cái đó là nghe, là nói pháp, nghe pháp gì hết. Tôi đang nghe một buổi trình bày những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thôi. Mà thường quý thầy thường là nói như vậy. Quý thầy là chia sẻ với mình. Cho nên và khi mình nghe pháp á, mà mình không thay đổi gì hết á, người khác thấy mình nghe rất là nhiều mình không thay đổi thì mình ở trong dạng bốn dạng, trong một dạng trong bốn dạng nghe. Nghe mà không thay đổi gì hết thì cái này nghe mà không nghe, là nghe lải nhải, nghe có tiếng, nghe trầm bổng nhưng mà không nghe được cái pháp. Vì mình nghe mà không nghe, còn nghe mà nghe nghĩa là mình nghe cái tiếng nói và mình nghe luôn thâm sâu của lời pháp. Còn không nghe mà nghe, nhiều khi người đó chưa nói thành câu, mình nhìn cử chỉ người đó mình đã hiểu người đó muốn gì. Rồi có dạng nữa, không nghe mà cũng không nghe. Nghĩa là không thích nghe tiếng mà cũng không thích nghe đạo lý. À, từ lớp 2 con thưa thầy, từ lớp 2 con nghe thuyết pháp thì giới ai cũng công nhận là con bỏ qua và rộng lượng. Tới giờ đó, từ lúc con nghe thuyết pháp tới giờ ai cũng công nhận là con bỏ qua và rộng lượng, nhưng con không bỏ qua được những hành động của má con. Này còn bị kẹt. Thôi ráng đi, ráng chút nữa. Thưa quý vị, là trong cuộc sống á, thí dụ mình ăn cơm á, còn có một miếng cái mình nó ráng miếng nữa đi cho nó hết. Thì thôi bây giờ á, là mình ráng chút nữa cho mọi việc nó bình. Cuộc Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè. Có nhiều lúc Pháp Hòa ăn cơm thì mình thấy trong cái dĩa thức ăn đồ kho đó, cái có những trái ớt ta kho chung. Mà nó lạ cái là khi mình cầm trái ớt lên mà mình ý thức
đây là trái ớt á, thì mình cũng ăn trái ớt đó, nhưng mà hình như nó không có cay bằng khi mình ăn lòng trái ớt, đúng không? Tại sao? Vì mình ăn trái ớt mà mình ý thức đây là trái ớt, thì cái độ cắn ớt của mình nó vừa chừng, mình nhai nó vừa phải, cho nên cái cay nó giảm. Nhưng nếu mình ăn một trái ớt vô ý, để vô nhai như miếng rau, thấu ông trời, có phải không? Cũng là trái ớt đó, mà tại sao khi mình cắn với ý thức thì nó cay khác, mà khi mình cắn với không ý thức thì nó lại cay khác? Cũng như thế thôi. Cuộc đời này cũng vậy. Có đôi khi mình nhầm, mình cắn nhầm miếng khổ qua, nó đắng chết mình không thích. Nhưng bây giờ giữa bàn ăn, không lẽ mình nhả ra, mình phun ra nó kỳ quá, thôi nuốt luôn cho rồi. Và mình nói nuốt luôn thì không chết tay người ta nào đâu. Mình đã từng nuốt cuộc đời này kiểu đó chưa? Có. Mình từng nuốt những câu chuyện, những con người mình không thích, y hệt như vậy đó. Nhịn cho nó xong cho rồi, bây giờ nói ra nó không có được gì đâu. Thì thưa đại chúng là cái tu của Pháp Hòa nó bàn bạc trong cuộc sống vậy. Nó ngay trong bữa ăn, nhiều khi mình ăn nhầm cái món mình không thích, thôi ráng nuốt miếng cho rồi, đâu có ai chết đâu, không có chết. Người ta ăn được mà, chỉ có mình không thích thì mình khó chịu thôi. Nhưng mà nhả ra là không được, thôi nuốt luôn, có chết đâu. Nhưng mà hổng chừng nuốt được chừng 10 lần ăn ngon lành. Quý vị biết là Pháp Hòa giống như mình, thiếu mình không quen ăn giá sống, thì cái giá sống nó nồng. Nhưng mà nhiều khi lỡ người ta múc cho mình tô bún, ta để giá sống trong đó, thì bây giờ một là mình lua lua mình ăn, còn không nhắm mắt ăn luôn cho rồi, cũng bình thường thôi. Mà ăn riết chừng dài chập thì có thể từ từ nó quen được cái nồng của cái giá sống đó. Cuộc sống này á, do cái gì cũng do mình quen thôi. Có nhiều khi á, mình đi chơi với người bạn trai đó đó, mà người khác thấy chịu không nổi, mà nói sao mày chịu nổi, mà tao quen rồi, giờ không có tao chịu không nổi nữa. Thật tử ra thưa, cái gì cũng do mình, cái đó gọi là gì, tập nghiệp. Ai dạy mình hút thuốc mà mình biết thuốc nó đắng, nó khói, mà nó hoàn toàn không lợi ích, nhưng mình vẫn hút, mà thậm chí còn tập hút nữa, có phải là mình tập nghiệp không? Mình tập hút thuốc mà một cái nghiệp không tốt mà vẫn tập. Và tập riết bây giờ nó không phải là do tập huấn nữa, mà nó thành ra cái sâu dày của cái nghiệp đó. Cho nên rồi cái tốt cũng vậy. Hồi đầu mình tụng kinh mình tụng đâu có được, nhưng mình biết đây là nghiệp tốt, thôi ráng tập. Tập riết nó thành ra một cái tập nghiệp của tốt. Cho nên tập nghiệp nó cũng hai loại, tốt hay là không tốt. Mà do mình à. Có người ai mà từ vừa nhỏ lên mà biết uống rượu lần cả mấy chai, hiếm lắm. Toàn là do tập, tập riết nó quen. Ngồi đi không sao đâu, sắp xong rồi. Mỗi người đều có nghiệp số, nó tới đi không cưỡng cầu. Xin thầy giải thích, vậy mình nên để nghiệp tới tự nhiên không? Tự nhiên không sợ hãi và lo lắng. Vì vì con của con sinh ra ngoài sân chơi, vợ con không cho và nói không có người lớn coi chừng, sợ người ta, sợ nó bị bắt cóc. Con nói vợ con, tại sao con gieo cho con mình nỗi sợ lo sợ mà mình không biết nó có xảy ra hay không, phải để duyên nghiệp. Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là một người vợ không cho đứa nhỏ ra ngoài sân chơi vì sợ con mình bị bắt cóc. Thì ông chồng phản ứng lại, nó là tại sao gieo trong đầu đứa con mình một nỗi sợ hãi, và tại sao không để tự cái do cái nghiệp. Thừa hiểu cách này cũng không đúng, mà gieo rắc kiểu kia thì cũng không phải. Thật ra thì cái ăn thua là cái cách mình nói thôi. Thí dụ như bây giờ mình nói là thật sự ra là khi một đứa nhỏ nó ra sân nó chơi, thì do nó không có cẩn thận
thì có thể nó chạy ra ngoài sân, không phải chuyện bắt cóc mà tai nạn cũng có thể xảy ra. Nếu mà mình nói rằng thôi mọi việc do nghiệp đi, thì cuộc đời này mình không có làm gì, mình không có làm gì hết đó, cứ để mọi thứ do nghiệp à, cái này cũng không được. Nhưng mà nếu mà chúng ta lo những chuyện không cần thiết lo thì cũng không đúng. Và thưa đại chúng, cuộc sống này có bao giờ mình không lo không? Không. Cái gì cũng phải lo hết. Mình ngồi đây nè, tới đây 2 ngày nè, mình chỉ cần nhắc cái phone lên là đăng ký thì tham dự thôi. Còn chùa là phải lo. Lo chỗ ở, lo chỗ ăn, lo đủ thứ, lo ghế cho mình ngồi. Phải lo chứ. Rồi bây giờ mình ngồi đây mình nghe pháp xong mình nói chị đi đâu gấp vậy? Thôi thôi tôi về để mà lo cơm. Phải lo chứ, không lo đâu có được. Rồi thậm chí nó tuần tới tôi đi đám cưới nè, giờ tôi lo tôi đi sửa soạn. Cũng lo. Cái gì cũng có lo hết á. Nhưng mà mình lo cái gì cần thiết để lo, chứ không phải là không lo. Lo cái gì cần nhất, lo cái gì gần nhất thôi. Thì thôi bây giờ á, đứa con mà nó ra nó chơi, nếu mình không muốn gieo rắc cho nó sự sợ hãi là có người bắt nó, thì nói là con còn nhỏ, khi con ra sân chơi phải có mẹ coi chừng. Vậy thôi. Mình đâu cần phải nói với nó. Giống như hồi nhỏ đó, hễ mà đứa nhỏ nào mà nó làm gì đó, nói, đừng làm vậy con, ông kẹ bắt. Cả đời nó chẳng biết ông kẹ là ai. Và bản thân mình cũng biết ông kẹ ông ra làm sao. Nhưng mình cứ đem ông kẹ mình nói với nó thôi. Phải không? Thì ở đây thì cũng thế thôi. Mình cứ hay bị một cái tập khí là hay đem một cái negative gắn vô một cái đầu óc của một đứa nhỏ. Thì nếu mình thấy rằng điều đó không cần thiết thì mình có cách khác để mình nói. Nhưng mà nói theo người chồng là thôi cứ để tự nhiên đi, nếu cái gì nó tới là do nghiệp là không được. Bởi vì nghiệp là cũng có thể có những cái nghiệp mình chuyển được. Mình chuyển hết sức mà không được, chừng đó mình mới chấp nhận là tùy nghiệp hay là bất khả chuyển. Chứ còn thí dụ như giờ con mình nó lười học, nó thôi nghiệp nó kệ nó, đâu có được phải không? Mình bệnh á, cái tâm lý là mình bệnh là mình lạc miệng, mình không muốn ăn. Thì mình mới nói là sao? Thôi ráng ăn miếng cho khỏe, ráng nuốt cho nó có sức. Chứ nếu mà mình buông lỏng cái người bệnh ra, không có ép họ một chút, không chiều chuộng họ một chút thì không có ráng. Hôm nào quý vị có dịp với quý vị nghe cái bài chăm sóc người bệnh, Pháp Hòa nói cái bài đó, thì Pháp Hòa đã, trong cái bài đó Pháp Hòa sưu tập những cái bài kinh mà Đức Phật nói về chăm sóc người bệnh và người bệnh phải làm gì. Ví dụ như mình chăm sóc người bệnh đó, thì đôi lúc mình phải chịu cực với họ một chút, mình chiều chuộng họ một chút, chỉ mong sao họ uống cái thuốc đó. Cho nên không phải cái gì cũng do tùy. Cuộc đời này nếu mà chúng ta cái gì cũng, cho nên cái chữ tùy duyên không phải dễ nói à. Đụng đụng cái mình thôi tùy duyên đi. Sao tùy duyên nếu mình không tạo duyên? Nếu mình không có biết tạo duyên, gieo duyên, kết duyên, tích duyên, thì làm gì có chuyện tùy duyên. Duyên là do mình tạo. Ví dụ như Pháp Hòa đến đây với đại chúng, mà nếu mà đây, nếu mà không thông báo thì đại chúng sao biết mà tới. Nói thôi mình mời thầy Pháp Hòa vậy được rồi, ai biết không biết tùy duyên đi. Phải không? Nói vậy đâu được. Rồi giờ ta tới 300 người, nói thôi kệ ăn tùy duyên đi. Không có. Duyên là do mình tạo. Mình tạo hết sức rồi không ai tới, lúc đó mình nói gì? Xô ế tùy duyên. Thôi một câu nữa là mình nghỉ ha. Trước tiên con xin rất biết ơn những lời dạy quý báu của thầy, và chúng con luôn kính chúc thầy được nhiều sức khỏe. Vì bon chen cuộc sống hàng ngày nên con tranh thủ trì chú đại bi mọi lúc mọi nơi, khi lái xe cũng như những lúc trong công việc hoặc sau khi công việc xong. 10 giờ có khi 11 giờ tối, vậy con có thể ngồi xuống trì chú vào giờ đó được không thầy? Có người nói
không nên tụng kinh vào giờ đó vì con có thể sẽ kêu gọi cõi âm. Sao ớn ớn sừng sống quá. Lòng thành con tha thiết xin thì giảng dạy cho con biết con nên làm sao cho đúng. Thầy là người đã khai tâm cho con khi tâm con rất mệt mỏi, và thầy cũng là người đã dẫn dắt cho con trên đường đạo. Con rất diễm phúc được diện kiến thầy. Thưa đại chúng, câu hỏi là đi làm về khuya quá, ngồi trước bàn Phật tụng kinh được không? Có vị nói là không nên vì kêu gọi người âm. Thưa đại chúng, mình tụng 11 giờ đêm của mình ở đây là Việt Nam đang 1 giờ trưa. Chỗ khác đang giờ khác. Không có sao hết. Nếu nói âm giờ nào cũng có âm hết á. Phải không? Thật sự không có kêu gọi ai hết á. Mà nếu mà có kêu gọi họ tới họ nghe mình tụng cũng tốt thôi. Nhưng mà thật sự là không. Mình tụng kinh là giây phút đó là mình mượn một bài kinh để mình định cái tâm của mình. Mình giúp cho mình một ngày tăng trưởng cái niệm thiện trong lòng. Rồi sau đó mình đem cái tâm thiện lành mình, cái công đức, cái công phu tu tập này mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, có âm có dương. Và thật sự khi mà người mình tụng như vậy mà cho dù có người nào đó đến nghe, thì họ đến nghe pháp chứ có làm gì mình đâu. Bây giờ mình tụng vào cái câu hồi hướng của mình là phổ nguyện âm siêu. Vậy người âm không tới nghe lấy gì họ siêu. Người dương không tới nghe lấy gì họ thới. Cho nên mình hồi hướng âm siêu dương thới là đúng. Mà vì họ có mặt cho nên mình mới nguyện cho âm siêu dương thới. Đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ giờ mình tụng kinh mà triệu người âm về. Vì người âm đó họ nghe kinh họ tới. Vậy mình mở nhạc có triệu âm về không? Có nhiều nhiều âm nó cũng thích nhạc lắm chứ bộ. Đó, nhi nhất là những cái bài hát nhạc tình sầu khổ mình hát lên thì cũng có những người âm họ thích vậy. Đó, tại sao mở nhạc không sợ âm vô, mở kinh là sợ âm? Không có. Mà nếu có đi nữa thì họ đến họ nghe pháp. Mình tụng cái bài Trời Atula nhớ không? Trời Atula dạ xoa thải, đến nghe pháp đó nên chí tâm. Ủng hộ đạo Phật cho thường tồn, mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không. Thường với người đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình nương pháp ở. Nguyện các thế giới thường an ổn, vô biên phước trí lợi quần sanh. Bao nhiêu tội nghiệp đều tiêu trừ, vĩnh ly các khổ lìa đều về viên tịch. Hằng dùng giới hương so vóc sáng, thường trì định phục để giúp thân. Đó là bài chú hộ pháp mình tụng để mình mời chư thiên hộ pháp để nghe pháp. Mà mình còn khuyến họ nữa sao? Đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp cho trường tồn. Đâu có gì sai mà cũng đâu có gì không tốt. Con nghe thầy cùng những thầy khác giảng thường hay nhắc đến kinh Pháp Cú, con chưa bao giờ biết đến kinh này. Vậy xin thầy, vậy kinh này có khó hiểu không? Và thỉnh kinh này ở đâu? Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Bây giờ trên Internet á, có đủ các dạng kinh Pháp Cú. Pháp là lời dạy của Phật, là chân lý, là lẽ thật. Cú là câu. Những câu Pháp rất thật, rất chân lý, gọi là Pháp Cú. Ngày xưa kinh Pháp Cú rất là nhiều, mà thật sự Đức Phật không có nói một cái quyển kinh nào tràn lan một lô Pháp Cú hết, mà tùy mỗi hoàn cảnh Phật nói một câu, rồi các vị mới gom các câu đó lại, gom lại các trường hợp để thành một quyển kinh và đặt tên là Kinh Pháp Cú. Mà bây giờ sau một thời gian lọc, bỏ bớt những câu dư trùng lập, thì nó đã trở thành một quyển kinh Pháp Cú gồm 423 câu. Và nếu quý vị muốn chọn kinh Pháp Cú bằng văn xuôi cũng có, bằng văn thể thơ cũng có.
Ví dụ như Hòa Thượng Thiện Siêu, Ngài có dịch quyển Kinh Pháp Cú nguyên tác từ chữ Hán bằng một câu văn xuôi. Ví dụ Ngài dịch câu là: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ và tạo tác. Nếu người nào nói hay hành động bằng cái tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Thì đó là câu trường, câu văn xuôi. Bây giờ câu gọn nè, bằng một thể thơ. Tâm làm chủ tạo tác, tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Đó là Kinh Pháp Cú. Rồi quý vị cũng sẽ có một quyển Kinh Pháp Cú nữa là Trích Tích Truyện Kinh Pháp Cú. Nghĩa là bây giờ người ta lấy một câu Pháp Cú đó ra và người ta giải thích cái câu đó nghĩa là gì, và câu chuyện nào, lý do nào Đức Phật nói câu đó. Qua chừng ở trên Internet, quý vị có thể chỉ cần bấm Kinh Pháp Cú là hiện lên hết. Kinh Pháp Cú có chỗ gọi là Kinh Lời Vàng, vân vân. Và bây giờ Kinh Pháp Cú là một bản kinh được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Việt, tiếng Hoa và rất nhiều thứ tiếng khác. Bởi vì sao? Bởi vì Kinh Pháp Cú rất là gãy gọn, dễ nhớ. Và Phật tử theo Nam Tông, gọi là Nam Truyền Phật Giáo đó, phần lớn Phật tử là phải thuộc một số câu Kinh Pháp Cú. Và thậm chí có vị thuộc hết luôn á. Tại vì sao? Tại vì mỗi sự sống của chúng ta mỗi ngày nó đều ứng dụng được Kinh Pháp Cú hết. Ví dụ người ta khen chê mình vui buồn, nghĩa là lên xuống quá chừng theo cái khen chê, thì mình sẽ nhớ một câu Kinh Pháp Cú. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không lay động giữa khen chê. Trong khi mình bị người ta khen chê, mình buồn, mình vui, câu Kinh Pháp Cú đó đi ra giúp cho mình chuyển hóa cái vui buồn của mình. Mình hận thù người kia quá, do người đó chửi mình, mắng mình đủ kiểu, thì Kinh Pháp Cú đi ra. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó nói tôi, mạ lị tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ngược lại, nó mắng tôi, chửi tôi, nó mạ lị tôi, ai không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không xâm phạm. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy tâm không tu, não phiền sẽ quấy nhiễu. Đó là Kinh Pháp Cú. Cho nên quý vị nào mà thuộc Kinh Pháp Cú thì cuộc sống này mỗi ngày chúng ta sẽ có một đối tượng để chúng ta gặp, và Kinh Pháp Cú sẽ đi ra làm một cái pháp hướng dẫn mình. Cho nên mình không niệm Phật thì mình niệm pháp. Niệm Phật là lâm râm nam mô di đà Phật gì đó. Còn mình niệm pháp là mình nhớ kinh, nhớ những bài kinh. Ví dụ quý vị thuộc mấy câu kệ cũng tốt vậy. Lặt rau nè, lúc mình lặt rau đó: mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Khi mình lặt rau đọc bài kệ đó, khi mình tưới rau ngoài sân, ngoài vườn: tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi, tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Mình quét nhà, mình đọc kệ lên: đẹp thay sự quét dọn, tịnh nghiệp ngày thêm lớn. Đi đổ rác, một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa, thường trong vô thường. Đổ rác dơ mà không thấy nó dơ, tại vì mình thấy trong dơ có sạch, trong sạch có dơ. Vậy thì niệm pháp, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Vậy là Kinh Pháp Cú là vậy đó. Và quý vị, nếu lỡ quý vị nào không biết tra Google nữa như quý bác đó, thì quý bác có thể email về chùa Trúc Lâm xin Kinh Pháp Cú, thì bên chùa sẽ gửi cho mình quyển này, đặc biệt cho quý bác lớn tuổi thôi. Mà bây giờ nhiều bác cũng hay lắm, rất là high tech đó, chứ không phải low tech đâu. Kính bạch thầy, câu cuối nha. Chúng con ngưỡng mộ thầy đã lâu,
Con chúc thầy sức khỏe dồi dào để tụi con nghe thầy thuyết pháp đều đều. Con xin hỏi nếu con nói với chị bạn là đi nghe thầy, chị ấy nói thầy không có gì đặc biệt. Con nghe mà giận ghê. Binh binh binh. Thầy cho con hỏi là phải làm sao? Con chỉ nói là con yêu thích thầy, không cần biết là có gì đặc biệt hay không. Này là khi đã yêu còn lo sợ gì. Gặp thầy là con hạnh phúc rồi. Nhưng con phải làm sao để thầy đặc biệt với chị như là con? Đây là một chủ đề lớn nha. Mình muốn thầy đặc biệt làm sao? Thật sự ra thầy bình thường là đã đặc biệt rồi. Còn nếu mà thầy đặc biệt kêu bất thường. Hồi nãy quý vị nhớ không? Phật có bất thường không? Bất bình thường. Phật đến cuộc đời này bình thường, Phật đi bình thường, gọi là Như Lai. Nếu mình là con Phật mà mình bất thường thì mình không lẽ mình tu hậu nó lạc. Phật bình thường thì mình cũng là bình thường. Và chính mình bình thường cho nên mình mãi mãi thường. Còn nếu mình quá phi thường thì có ngày mình bị lạc thường. Và đôi lúc nào đó người ta không còn coi mình đặc biệt bình thường nữa, cái người ta mình đem mình xuống bình thường. Thôi mình cứ bình thường ngay từ mức sơ sanh cho đến khi mình chết mình cũng bình thường, thì mình mới mãi mãi bình thường. Được không? Đó. Có một chú tiểu đó, chú nói chuyện với một chú Phật tử trong chùa. Ông mới ngọn than: tôi chán đi chùa này lắm, ai cũng coi tôi thường hết. Cái chú tiểu nói: ai mà coi chú thường là người đó không được rồi đó. Chú bất bình thường quá. Ông không suy nghĩ. Ngày hôm sau ông suy nghĩ kịp câu nói đó rồi, ông chạy vô, ông rượt chú tiểu chạy: tại sao chú dám nói tôi bất thường? Phải không? Cho nên á, quý vị nhớ, chư tổ cũng thường dạy. Có lần có người đến hỏi đạo ngài Lục Tổ, hỏi bạch ngài thế nào là đạo. Ngài trả lời sao? Tâm bình thường là đạo. Mình có ăn không? Mình cũng ăn rồi cũng đi bình thường. Nếu ăn mà nó không đi kêu bất thường. Uống mà nó không đi kêu bất thường. Phải không? Ồ, thầy rất bình thường. Ăn rồi đi, tới giờ buồn ngủ đi ngủ. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Đạo là gì? Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Nếu mình đã được cái tâm bình thường của đạo, ngồi đâu cũng đạo. Ví dụ, ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Quý vị nhớ, Pháp Sư Ngộ Đạt là một vị quốc sư được kính trọng. Và người ta đã bày cái chỗ ngồi quá phi thường cho ông ngồi, như là một cái ghế trầm hương. Khi ông ngồi lên ghế trầm hương, ông tự mãn, tự cao, và ông nghĩ rằng ông đã đạt được tới danh vọng này. Mọi người quỳ xuống lại, vì ông nghĩ rằng mình là quốc sư. Cái giây phút khởi tâm đó, tổn phước, nghiệp báo tới liền. Ngài bị một mục ghẻ báo oán trên thân ngài. Đó là cái tích
từ cái câu chuyện mà có lý do, mà có cái quyển Từ Bi Thủy Sanh. Thế thì bây giờ hỏi tất cả chúng ta, mình có muốn là người bình thường không? Bình thường. Quý vị biết cái bài hát Quang Dũng hay hát không? Yêu em vì biết đó chính là em. Nếu em không phải em là cái gì, sao anh dám yêu? Thành thử ra bình thường thôi. Thành thử là thầy bình thường là đúng. Mà không phải riêng thầy, thầy nào bình thường là được. Tại vì sao? Chính cái bình thường mình ngồi đó nó mới không cực, phải không? Mình ngồi chỗ nào cũng bình thường nó nguy hiểm, mình nói những điều không bình thường nguy hiểm. Cứ bình thường thôi, mỗi ngày vẫn ăn uống bình thường, ngủ nghỉ bình thường, nói pháp bình thường, tu tập bình thường. Mình ở ngáp ngáp cái nói mình bất thường. Nữa thôi, đại chúng mình nhớ cái bài nãy Hòa nói phải không? Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như đó là gì? Như vậy mà sống, mà tu, mà thành được những gì mình làm. Vì không, nếu nó không như vậy thì cái quả nó cũng sẽ là không như vậy. Cái người đó họ chê mình khùng, không sao. Tôi khùng, khùng mà biết văn mùng chải chiếu. Nói anh khùng quá. Khùng mà biết hủ tiếu bún riêu. Anh càng khùng hơn. Dạ, khùng mà biết yêu, khùng biết văn mùng chải chiếu, khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu, khùng mà biết yêu. Vậy có thiệt khùng không? Không. Cho nên ai gặp mình hỏi sao lúc này chị có gì đặc biệt không, nói sao? Bình thường. Rồi lỡ mà cuộc sống mình nó sóng gió, nó bất thường, nó sao? Tôi chỉ mong mình là bình thường thôi. Bình thường hết nha. Để cho mọi người thấy mình thường. Và đại chúng, bây giờ mình hết giờ. Phó Hòa xin hẹn đại chúng sáng ngày mai.